Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu một cách khái quát về sắm táo và Trang có 6 phần chính muốn gửi đến bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu sắm táo là gì. Thứ hai, thành phần có trong sắm táo. Thứ ba, tác dụng. Thứ tư, cách dùng. Thứ năm, những lưu ý. Và cuối cùng thứ sáu, giải đáp những vấn đề thắc mắc. Nếu như các bạn thật sự đang quan tâm và muốn tìm hiểu một cách khái quát về sắm táo thì video này là những kiến thức cần thiết cho bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành ngay sau đây cùng với Trang nào. Phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu sắm táo là gì. Sắm táo, tiếng Anh của nó chính là apple cider vinegar, thì là loại sắm được lên men từ dịch ép của nước táo tươi các bạn nhé. Và cái nồng độ axit acetic có trong sắm táo cực kỳ cao, nó chiếm từ 4 đến 8%. Và axit acetic là cái axit yếu, nó có công thức hóa học là CH3COOH. Và cái khuynh hướng của axit mạnh lên là do khả năng mất đi proton H cộng. Nhưng mà axit acetic khi kết hợp cùng với những chất khác thì nó chỉ mất đi một phần proton H cộng thôi, cho nên nó là axit yếu. Và khi bạn sử dụng cái dạng sắm táo dạng lỏng đó thì cái thời gian bảo quản rất là ngắn, khó sử dụng hơn. Và theo cái ngành y học hiện đại ngày hôm nay thì người ta đã cô đặt cái sắm táo để lấy đi cái phần sắm táo nguyên chất cũng như loại bỏ đi cái phần nước có trong sắm táo đó, thì thành những cái bột sắm táo dạng khô đó chúng ta dễ sử dụng hơn và thời gian bảo quản được lâu hơn. Bạn sử dụng không sợ quá liều và hạn chế tối đa những cái tác dụng phụ mà sắm táo mang đến khi chúng ta dùng sai cách. Thì như vậy chúng ta đã cùng Trang điểm danh qua sắm táo là gì rồi bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai, thành phần có trong sắm táo là gì. Thành phần có trong sắm táo chủ yếu đó chính là nồng độ axit acetic chiếm từ 4 đến 8%, kèm theo đó là protein, peptin, bioflavonoid, enzyme cũng như là các quy khuẩn có lợi có trong sắm táo mang đến cho các bạn khi dùng. Ngoài ra chúng ta có thể kể đến những chất khoáng như là kali, phosphor, magie, canxi, đồng và các loại vitamin như là vitamin C, vitamin A, B1, B2, vitamin E, vân vân. Nói chung nó chứa rất nhiều những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của các bạn khi sử dụng. Và khi chúng ta biết được thành phần thì chúng ta sẽ bước sang phần thứ ba, những tác dụng mà sắm táo mang đến cho bạn khi dùng. Ở đây Jay sẽ nói cho các bạn biết về sắm táo sẽ mang đến tác dụng vừa chăm sóc sức khỏe vừa có hiệu quả trong làm đẹp luôn các bạn nhé. Và nếu như ai yêu thích sắm táo thì các bạn đã biết được sắm táo là một trong những phương pháp giảm cân tự nhiên mà những người ở các nước Tây Âu đó họ đã truyền từ xưa đến giờ, có nghĩa là có từ rất lâu rồi đó, nhưng mà phải sử dụng đúng bạn nhé. Tác dụng đầu tiên mà sắm táo mang đến cho các bạn khi dùng đó chính là nó có khả năng sát khuẩn bên ngoài rất là tốt. Có nghĩa là bạn gặp những cái vấn đề bệnh lý trên da hay là nấm candida hay là nấm tay, nấm móng tay, móng chân đó thì chúng ta có thể sử dụng sắm táo, bạn pha lỏng ra theo tỷ lệ là 1:2. Có nghĩa là 1 muỗng sắm táo thì 2 muỗng nước chúng ta sẽ ngâm móng tay, móng chân vào trong đó thì bạn sẽ thấy tình trạng cải thiện rất là tốt. Hay đơn giản là chúng ta sử dụng sắm táo để sát trùng, nhưng mà cũng nhớ pha lỏng ra để tránh làm da của các bạn bị bỏng nhé. Những bạn nào thường xuyên bị cháy rộng nè cũng có thể sử dụng sắm táo để gội đầu, làm sạch gầu nữa các bạn nhé. Thứ hai đó chính là nó sẽ hỗ trợ về điều trị tiểu đường rất là tốt. Thì đây là tin vui cho tất cả các bạn đây. Bởi vì sao? Bởi vì sắm táo nó sẽ hoạt động giống như những cái chất chống lại bệnh tiểu đường như là carboxơ hay là metformin đó.
là những thuốc điều trị tiểu đường các bạn hay sử dụng. Thì cái axit acetic đó, nó sẽ ngăn cái quá trình thủy phân đường đôi thành đường đơn, cho nên nó sẽ ổn định lượng đường huyết trong cơ thể của các bạn một cách tốt nhất. Đối với những người bị tiểu đường type 1 thì nó sẽ giúp ổn định đường huyết sau khi ăn, có nghĩa là sau khi ăn no đường huyết của bạn sẽ được ổn định. Còn đối với những người gặp vấn đề về tiểu đường type 2 hay là kháng insulin thì nó sẽ kích thích cái độ nhạy của insulin cho cơ thể của các bạn, đồng thời sẽ ổn định cái lượng đường huyết sau ăn 2 giờ, cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Còn đối với những người bình thường hoặc là những người bạn đi khám sàng lọc đó cho biết rằng lượng đường trong máu của bạn đang tăng cao hay là bạn có nguy cơ tiền tiểu đường đó, thì khi sử dụng giấm táo thì nó sẽ ổn định lượng đường huyết khi đói cho bạn, cũng như sau khi ăn đường huyết của bạn cũng sẽ được ổn định tốt nhất bạn nhé. Như vậy là bạn thấy rằng nó rất là có lợi cho việc sử dụng. Khi bạn ổn định lượng đường huyết, trước đi ngủ bạn có thể uống một ly giấm táo cùng với nước lọc để ổn định lượng đường huyết trong cơ thể của mình. Nó sẽ giúp giảm đi tới 4%. Nhưng các bạn nhớ rằng không sử dụng giấm táo cùng với thuốc tiểu đường, cũng như không sử dụng cùng với các loại thuốc tim mạch như là digoxin nè hay là các thuốc lợi tiểu, bởi vì nó sẽ làm mất đi cái hàm lượng kali một cách nghiêm trọng, dẫn đến ngộ độc cho cơ thể của các bạn hay ảnh hưởng đến sức khỏe. Cho nên những bạn nào dùng giấm táo và sử dụng thuốc tiểu đường, huyết áp hay là thuốc tim mạch hay là thuốc lợi tiểu thì cần phải báo cho bác sĩ biết bạn nhé. Thứ ba, nó sẽ giúp cho bạn giảm cân, lấy lại vóc dáng cực kỳ tốt. Thì đây là phương pháp được truyền trong dân gian ở các nước Tây Âu từ xưa. Thì nó sẽ giúp cho bạn hạn chế tích lũy mỡ ở gan, đồng thời sẽ đốt cháy năng lượng cho cơ thể của chúng ta hoạt động. Kèm theo đó là nó sẽ giảm mỡ dưới da, mỡ nội tạng cực kỳ tốt. Mà giấm táo khi bạn sử dụng vào thì nó lại kích thích hệ tiêu hóa làm việc một cách nhanh chóng hơn, thì nó sẽ hạn chế tối đa những tác dụng phụ và có lợi cho sức khỏe của các bạn rất nhiều. Thứ tư, giấm táo còn tốt cho sức khỏe tim mạch của các bạn. Thì nó sẽ giúp cho bạn ổn định huyết áp một cách tốt nhất nè. Những người huyết áp cao khi sử dụng giấm táo thì sẽ giúp ổn định huyết áp ở mức bình thường. Kèm theo đó là nó sẽ giúp cho bạn giảm đi cái nồng độ cholesterol cũng như là triglyceride xấu ở trong máu, giúp cho cơ thể của các bạn khỏe mạnh hơn, các mạch máu cũng hạn chế tình trạng xơ vữa, thì từ đó nó sẽ bảo vệ tim mạch một cách tốt nhất. Thứ năm, giấm táo hạn chế những vấn đề về ung thư, bởi vì các hợp chất chống oxy hóa cùng với những vitamin hoặc khoáng chất hoặc là các axit amin có lợi trong giấm táo mà cơ thể của chúng ta không tự tổng hợp được đó, thì nó sẽ giúp cho bạn bảo vệ sức khỏe của các tế bào, đặc biệt là những cái tế bào hệ thống miễn dịch đó luôn khỏe mạnh, thì chúng ta sẽ hạn chế được tình trạng ung thư rất là tốt. Thứ sáu, giấm táo nó sẽ giúp cho bạn nuôi dưỡng tóc cực kỳ hiệu quả. Bạn sử dụng giấm táo xong bạn khoa lõn ra theo tỷ lệ là 1:1 các bạn nhé. Sau đó chúng ta sẽ massage lên cái chân tóc của mình, bạn ủ lại khoảng là 20 đến 40 phút, sau đó bạn gội đầu xả sạch thì bạn sẽ thấy rằng tóc của mình trở nên mềm mại hơn cũng như ống bược hơn, đồng thời nó sẽ cân bằng cái độ pH trên da đầu. Kèm theo đó là những bạn nào có gầu thì nó sẽ điều trị rất là tốt bạn nhé. Thứ bảy, đó chính là nó sẽ mang đến hiệu quả chăm sóc làn da, giúp cho da của bạn sáng hồng mịn màng hơn, cũng như là nuôi dưỡng cái sức khỏe làn da, hạn chế tối đa các vấn đề về mụn trên da, hoặc những nào bạn nào gặp mụn sưng viêm thì khi sử dụng giấm táo nó lại giúp cho bạn sát khuẩn cực kỳ tốt bạn nhé, ngăn ngừa được tình trạng là da của bạn bị phồng rộp hay là bong tróc da nè, cân bằng lại pH trên da cho các bạn. Nói chung nó mang đến rất nhiều những tác dụng khi chúng ta dùng, nhớ là sử dụng một cách khoa học nhất để mang đến hiệu quả tích cực nhất bạn nhé. Thì đó là những cái tác dụng khái quát mà Trang muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Còn những bạn nào gặp vấn đề về thận hay bàng quang vẫn có thể sử dụng được giấm táo, bởi vì nó sẽ giúp cho bạn làm tan sỏi canxi ở thận, nhưng mà không ảnh hưởng đến chức năng của màng thận, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể dùng. Ở đây các bạn hỏi Trang rằng là khi sử dụng giấm táo thì có giúp hạn chế hay là giúp điều trị về bệnh sản tĩnh mạch hay không? Thì câu trả lời là nó chỉ hỗ trợ khi tĩnh mạch chân của các bạn ở giai đoạn mới thôi. Còn nếu như bạn đã bị sản tĩnh mạch rồi thì nó không điều trị được đâu, các bạn còn lưu ý nhé.
Khi bạn thoa giấm táo bên ngoài, bạn massage cho đôi bàn chân của mình đó, thì nó sẽ giúp cho các mạch máu trở nên đàn hồi và co lại. Đồng thời bạn phải bổ sung thêm vitamin C, rutin cũng như là những cái chất khoáng như là kali và vitamin K để tốt cho các mạch máu của các bạn. Cho nên chúng ta cần lưu ý, chỉ phòng ngừa thôi, đã bị rồi thì sẽ không điều trị hết, cho nên chúng ta cần cân nhắc. Nói chung, nó mang đến rất nhiều những tác dụng, đó là những tác dụng điển hình nhất mà Trang muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Thứ tư, đó chính là cách sử dụng giấm táo như thế nào là đúng. Sử dụng giấm táo như thế nào là đúng đây? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu điểm danh qua với Trang nhé. Đối với việc sử dụng giấm táo để hỗ trợ điều trị bệnh thì chúng ta có thể uống theo tỷ lệ là 1:1. Bạn có thể bắt đầu với 5 đến 10ml giấm táo, có nghĩa là từ 1 đến 2 muỗng cà phê đó. Chúng ta sẽ bắt đầu với hàm lượng nhỏ nhất, sau đó bắt đầu tăng từ từ lên các bạn nhé, chứ không phải mới vô là bạn uống 1 hay là 2 cái muỗng canh luôn. Thì lúc này nó sẽ không tốt cho sức khỏe của các bạn, cho nên các bạn cần lưu ý. Và mỗi ngày thì các bạn chỉ uống tối đa đó chính là 2 muỗng canh giấm táo, tương đương với 30ml. Các bạn cần lưu ý nhé, uống quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Đối với những người lần đầu tiên sử dụng giấm táo thì chúng ta chỉ uống từ 1 đến 2 muỗng cà phê pha cùng với nước ấm. Một ngày bạn có thể uống từ 1 đến 2 lần. Uống vào buổi nào cũng được, các bạn nhé, không bắt buộc là chúng ta nên uống cố định. Bạn có thể uống vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều hay buổi tối đều được. Nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn. Nhưng mà bạn nhớ rằng, đối với những người gặp vấn đề về viêm loét dạ dày thì chúng ta nên uống sau khi ăn. Còn đối với những người bình thường thì bạn uống trước ăn, nó sẽ mang đến hiệu quả tốt hơn. Sau đó thì bạn mới bắt đầu tăng từ từ lên, tối đa là 1 đến 2 muỗng canh, tương đương với 15 đến 30ml trên một ngày, không uống vượt quá 30ml, có nghĩa là không uống vượt quá 2 muỗng canh trên một ngày. Bởi vì có một cô gái 28 tuổi khi nhập viện về việc sử dụng giấm táo là cô ta uống giấm táo pha cùng với nước lọc đó, mỗi ngày 1 ly 250ml và uống trong vòng 6 năm. Thì khi được đưa đến bệnh viện thì làm các xét nghiệm về sinh hóa thì các chỉ số luôn bị bất thường, nồng độ kali bị giảm sút quá nặng và cô ta bị suy thận cũng như là bị loãng xương ở mức độ nặng luôn các bạn nhé. Cho nên là chúng ta cần lưu ý và cân nhắc sử dụng đúng và khoa học để mang đến hiệu quả tích cực nhất cho tất cả các bạn. Còn đối với hiệu quả giảm cân thì các chị em cần lưu ý rằng giấm táo nó sẽ hiệu quả khi bạn kết hợp cùng với chế độ dinh dưỡng và chế độ luyện tập cũng như nghỉ ngơi hợp lý. Và bạn phải kiên trì sử dụng trong 12 tuần thì bạn mới thấy rằng cân nặng của mình giảm đi khoảng 1,2 hoặc là 1,4kg. Chúng ta cần phải lưu ý nhé, chứ không phải là cứ uống rồi cơ thể của ta ngày mai nó sẽ giảm, không có chuyện đó đâu. Khi bạn đi hút mỡ thì bạn cũng cần phải đợi cơ thể bạn ổn định ít nhất là 1 tháng thì nó mới mang đến cái hiệu quả giảm cân như mà các bạn mong muốn đó. Cho nên là chúng ta cần cân nhắc ở vấn đề này. Thứ năm, những lưu ý cho tất cả các bạn khi sử dụng. Sử dụng giấm táo cần có những lưu ý nào hay không? Mặc dù nó khá lành tính đó, ít tác dụng phụ đó, nhưng các bạn cũng cần phải cân nhắc nhé. Sử dụng giấm táo đúng cách và khoa học, không vượt quá cái hàm lượng cho phép để mang đến hiệu quả tốt nhất. Nếu như bạn dùng quá nhiều giấm táo trong một khoảng thời gian dài thì nó sẽ làm liệt cơ dạ dày. Có nghĩa là thức ăn trong dạ dày của các bạn nó hạn chế tiêu hóa cũng như là cái quá trình nó di chuyển đến các hệ tiêu hóa khác rất là chậm, cho nên là làm cho cơ dạ dày của các bạn bị liệt đi và nó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thứ hai, nó là mất năng lượng cho cơ thể. Bởi vì khi thức ăn chuyển hóa quá chậm thì chất dinh dưỡng đưa vào máu để hấp thu thì rất chậm, cho nên là cơ thể của bạn sẽ bị mất năng lượng. Kèm theo đó là bạn cứ có cảm giác là no lâu, cho nên là cái vấn đề năng lượng của các bạn bị thiếu hụt, cơ thể sẽ dễ bị mệt mỏi xanh xao, kèm theo đó là đầy bụng chướng hơi nữa, các bạn cần lưu ý. Giấm táo là một trong những axit, nó có tính bào mòn, cho nên nếu như bạn uống quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến thực quản, thậm chí là dạ dày.
cho nên nó không tốt cho sức khỏe của các bạn. Giấm táo có thể làm hỏng men răng, cho nên là chúng ta uống giấm táo xong rồi nhớ đánh răng lại bạn nhé. Bởi vì khi bạn uống giấm táo vào thì trong vòng 4 tiếng sau thì 20% các chất khoáng ở răng của chúng ta sẽ bị phân hủy bào mòn một cách nghiêm trọng. Cho nên bạn cần lưu ý và cân nhắc để bảo vệ sức khỏe răng miệng của mình một cách tốt nhất. Nói chung, giấm táo không sử dụng cùng với thuốc hạ đường huyết, cũng như là không sử dụng với thuốc lợi tiểu hay là các thuốc tim mạch để tốt nhất cho sức khỏe của các bạn. Bởi vì nó sẽ làm tăng cái tác dụng hạ đường huyết, làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, hay là làm giảm tác dụng của một số thuốc khi bạn uống cùng, và nó tăng tác dụng phụ lên các bạn nhé. Phần thứ 6 là phần cuối cùng, giải đáp những vấn đề thắc mắc. Các bạn hỏi Trang là giấm táo có uống được mỗi ngày hay không? Câu trả lời là uống được bạn nhé, nhưng mà chúng ta uống với liều lượng cho phép. Đối với người mới bắt đầu thì chỉ 1 đến 2 muỗng cà phê, bạn tăng từ từ lên và tối đa là 1 đến 2 muỗng canh trên một ngày. Đừng uống quá nhiều, bởi vì nếu như bạn uống quá nhiều thì đến một mức nào đó cơ thể của các bạn lên tiếng thì những cái như là xương của các bạn bị loãng xương quá mức nè, cũng như là sức khỏe ở thận hay là hệ tạo máu của các bạn cũng sẽ gặp vấn đề theo. Thì chị Trang nói là có một bà chị kia bà uống giấm để giảm cân á, thì bây giờ vẫn không thể nào mập lên được các bạn nhé. Người rất là gầy, dường như thiếu cái chất dinh dưỡng luôn, bởi vì chị đó uống quá nhiều. Bây giờ muốn cứu cánh lại cũng không được nữa. Hoặc đơn giản là cái vấn đề mà cô gái 28 tuổi Trang đề cập đến đó, thì các bạn cần cân nhắc trong thời gian tới 6 năm. Cho nên là các bạn uống 1-2 năm các bạn nói tôi khỏe re nè, có sao đâu. Ừ thì bạn khỏe thiệt, nếu như bạn uống đúng thì sẽ khỏe bạn nhé. Bạn hỏi Trang là bà bầu và trẻ nhỏ có sử dụng được giấm táo hay không? Câu trả lời là nếu như sử dụng giấm táo thì các bạn nhớ là chúng ta chỉ làm những cái món salad để ăn thôi các bạn nhé. Còn nếu như bạn muốn uống giấm táo thì tham khảo ý kiến của bác sĩ giúp Trang. Giấm táo có điều trị giãn tĩnh mạch hay không? Câu trả lời là không điều trị giãn tĩnh mạch, nhưng nó sẽ hỗ trợ làm cho cái tĩnh mạch bị giãn nó co lại, nhưng bạn phải kết hợp cùng với vitamin K, vitamin C và rutin trong quá trình điều trị bạn nhé. Còn nếu như nặng quá thì chúng ta phải mang thêm cái vớ chân y khoa nữa nè, cũng như kết hợp theo phương pháp tập luyện và sử dụng thuốc mà bác sĩ đã kê đơn cho bạn. Bạn hỏi Trang là giấm táo thì mang đến hiệu quả giảm cân nhanh không? Câu trả lời là rất chậm. Bạn phải sử dụng kiên trì trong vòng 12 tuần thì mới thấy cân nặng của mình giảm đi 1,2 đến 1,4 kg thôi. Mà bạn phải kết hợp cùng với chế độ luyện tập và dinh dưỡng nữa thì nó mới mang đến hiệu quả tốt nhất. Giấm táo có hỗ trợ điều trị đau dạ dày hoặc là trào ngược dạ dày hay không? Câu trả lời là không. Bạn nhé, bạn cần lưu ý, có nhiều người nói rằng giấm táo điều trị đau dạ dày hoặc là trào ngược dạ dày rất tốt, thì điều đó không có khoa học chứng minh. Nhưng khi bạn sử dụng giấm táo, nó sẽ giúp cho bạn cân bằng lại cái độ axit trong dịch vị, có nghĩa là axit yếu gặp axit mạnh nó sẽ bắt đầu trung hòa lại, thì nó sẽ hạn chế cái tình trạng trào ngược dạ dày, chứ nó không điều trị, các bạn cần lưu ý ở đây. Nếu như các bạn thấy video ngày hôm nay thật sự có ích đối với bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang, bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.